những thực phẩm ảnh hưởng não bộ thai nhi từ trong bụng, muốn sinh con thông minh mẹ bầu cần tránh xa. Năm loại thực phẩm sau đây không tốt cho mẹ bầu, khiến thai nhi sinh ra kém thông minh, cần hạn chế sử dụng. Đường, đồ ngọt. Trong thành phần dinh dưỡng của các loại đường tinh chế khi ăn quá nhiều, cơ thể không hấp thu hết sẽ tạo thành các chất có hại cho cơ thể. Khi bạn thường xuyên ăn thức ăn có hàm lượng fructose cao trong thời gian dài gây tác hại đến khả năng tiếp nhận và ghi nhớ thông tin của não ảnh hưởng tới chỉ số IQ của thai nhi sau chào đời. Mẹ bầu có thể thay thế đường bằng các loại hoa quả ngọt chứa đường tự nhiên, ít gây hại cho cơ thể. Hoặc nếu bạn là tín đồ của các loại bánh kẹo ngọt thì đừng quên bổ sung omega 3 vào các bữa ăn vì omega 3 tạo lá trắng, giúp giảm thiểu tác hại của đường tới trí não thai nhi. Nước tương. Theo nghiên cứu vào năm 2014, những người mắc bệnh cao huyết áp đều có căn nguyên là ăn nhiều đồ chứa muối và thực phẩm sodium. Trong thành phần của những loại thực phẩm này có thể ngăn cản máu đến não bộ và gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự tập trung, khả năng sắp xếp và trí nhớ của thai nhi sau khi chào đời. Chính vì vậy, mẹ không nên ăn nhiều muối, nước mắm, nước tương kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Bởi khi bạn tiêu thụ nhiều nước tương sẽ gây ra mất cân bằng điện giải và mất nước nhẹ, khiến bạn khó giữ được tỉnh táo. Đồ ăn nhiều muối. Khi mang thai nếu bạn quá lạm dụng quá nhiều muối trong các món ăn lại là cách nhanh nhất làm tổn thương não bộ của thai nhi. Bởi trong muối có chứa hàm lượng muối natri dư thừa trong thời gian dài sẽ tích tụ trong cơ thể, làm cản trở quá trình lưu thông máu lên não ảnh hưởng tới chỉ số IQ của bé. Đồng thời, muối còn làm cho các tế bào não không được bổ sung oxy đầy đủ sẽ dễ bị lão hóa khiến con bạn nhận thức chậm và nhanh quên. Bỏng ngô bắp răng bơ Nếu như mẹ bầu thường xuyên ăn bỏng ngô hoặc các loại bắp răng bơ được quay trong lò vi sóng thì sẽ dễ gây suy giảm trí nhớ. Đồng thời, khiến cho thai nhi của bạn sau khi chào đời có chỉ số IQ thấp. Chính vì vậy, mẹ không nên ăn nhiều những thực phẩm này để bảo vệ sức khỏe của mình cũng như của em bé trong bụng nhé.